Xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác yêu Lan và phiên sáng trưa ngày mùng 7 tháng 5 hôm nay nhé. Hôm nay em có hàng combo lên để cho các anh chị nào mà mới tập tành chơi Lan, để cho các anh chị sưu tầm mặt hàng rừng Buôn Đôn. Em bao chuyển mặt hàng rừng của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nha các bác nhé. Đây là đơn hàng đầu tiên, là combo là gồm có một bụi Dendro Trường Sơn rất là to. Đó, mấy cây nhạn nữa nha, một cây nhạn to này. Đây, nhạn nguyên bản rất là đẹp, thêm cây trâu lá mít rồi nha các bác nhé. Rồi mấy cây quế tím này, đó mấy cây quế tím nha, mấy cây quế tím này. Rồi em có bụi kiếm siêu lùn cực kỳ dễ thương. Đây đây này các bác, mang về làm 2-3 chậu là ok hết, được về ghép để chơi hoa lan này nha các bác nhé. Đó, đơn này em bán có giá 100k thôi nha, riêng 2 cây 3 cây như thế này đã 100k rồi, combo như thế này rất là nhiều, chỉ có 100k. Anh chị nào thích sưu tầm mặt hàng của combo của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hàng rừng bao chuẩn mặt hàng luôn, thì các bác chốt đơn số 1 giùm em là combo. Và hình số 2, anh chị nào mà thích cây nhạn lá mít đồng xu tròn trịa, bản lá cực kỳ to, lá phải tầm 3-4 cm luôn nha các chị nhé, bản lá rất là to và ngắn luôn. Đây, rất là đẹp luôn, cây này cực kỳ thuộc, cực kỳ hàng hiếm, cây rất là khó kiếm. Đây, mặt bao chuẩn mặt hàng rừng, đây hồng nhạn tháng 4 nha. Cây này thì về các bác chỉ cần treo lên thôi, mấy cây như thế này. Đó, lá rất là đẹp luôn, lá to luôn này, ba tầm lá của nó tầm 3-4 cm luôn á, lá rất là to và tròn ngắn thụt thịt luôn. Bác này yêu em để giao lưu cho các bác 400k đơn này, 400k hình số 2, nhận lá mít đồng xu. Và combo số 3, combo số 3 là em có gồm có Dendro Trường Sơn này. Đó, Dendro Trường Sơn Hải Âu này nha các bác nhé. Dendro Trường Sơn hoa nó thơm, rất là thơm dịu luôn, thơm nó mùi, em nói thật với các bác là mùi, nghe thì thấy mùi của nó thì rất là dễ chịu luôn nhé. Thêm cây trâu rời này, cây to nha, đó, hai cây trâu rời luôn, thêm một cây nhạn đang ra nụ này, đây này giá của 100k tiếp theo nha. Đó, bác nào mà yêu hàng combo này 100k có nhạn có trâu về ghép này, bác nào yêu hình số 3 giùm em nha. Hình số 4 là đơn quế tím nguyên bản nha các anh chị nhé, một này toàn cây to nha, hai này mấy cây như thế này các bác không cần phải sợ chết này kia đâu, hàng rừng nó dễ thuần dễ sống. Ba này, bốn này, năm này và sáu cây quế tím như thế này em bán có giá là 100k thôi. Bác này anh chị nào mà sức sưu tầm hàng này 100k nha, bác nào chốt hình số 4 giùm em. Và hình số 5 là đơn đây, đơn này là đơn hoàng nhạn nha, một này, hai này, ba này, 4 này, 5 và 6, 6 khúc nhạn đẹp như thế này giá 120k. 120k hình số 5 nha. Hình số 6 là em có mặt hoa phi điệp Buôn Đôn. Đây, hàng như thế này là bao chuẩn mặt hàng Buôn Đôn luôn nha các bác nhé. Em bao chuẩn mặt hàng vùng miền. Còn nhiều shop khác thì người ta toàn là đem hàng ở đâu về bán, cứ nói là hàng Buôn Đôn này kia, chứ thật ra toàn là kiến phi điệp hay là này kia ấy xô hết, chứ còn đây là phi điệp Buôn Đôn nha. Em bao chuẩn mặt hàng luôn nha các bác nhé. Đây, nó có ki này, cây này nó có hai ki. Cái mặt hoa này không phải là mặt hoa em kích ra đâu nha, mặt hoa nó mọc tự nhiên luôn nha các bác. Mùa này là mùa của phi điệp nên nó ra hoa. Đây, mặt hoa này rất là đẹp luôn, mà hoa của nó rất là to luôn nha, nó nở 24/24 luôn, cánh bay nha các bác nhé. Đó, cánh bay này, cây cực kỳ đẹp, mắt đỏ nha. Đây, cây này là gồm có mầm gốc này, 1, 2, 3, 4 mầm gốc này, thân tơ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân tơ nha. Đó, bác nào yêu giò này em để giá là 900k nha các anh chị nhé, 900k. Đó, rất là to luôn này, về cho các anh chị nào mà thích sưu tầm mặt hàng này, hoa rất là thơm luôn. Đó, về các bác có thể cắt ra thân gốc này, các bác có thể ươm lên làm ki làm nhân giống nha. Đó, bác nào mà yêu đợt chọn này em bán 900k. Đó, 900k bụi này, hàng bao chuẩn mặt hàng của Buôn Đôn luôn nha. Đó, còn có hai ki của nó này, về các bác ươm lên này. Đó, bác nào mà yêu thì các bác cứ chốt rồi gọi về theo số của em nha. Xin chào tất cả các bác, chúc các bác buổi sáng trưa vui vẻ nhé.